Trái liệu được xem là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe. Trong quả liệu chứa một loại hợp chất từ thực vật có lợi mà nhiều loại thực phẩm khác không thể so sánh được. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng chúng có thể có nhiều lợi ích cho cơ thể và làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Liệu là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, và đó là lý do tại sao chúng có thể chống lại nhiều kẻ xâm nhập cho cơ thể. Ngăn chặn virus và bệnh cúm theo mùa. Dù sử dụng nước ép liệu hay ăn trực tiếp thì chúng vẫn có khả năng bảo vệ bạn khỏi các mầm bệnh. Đặc biệt, nước ép liệu có thể bảo vệ cơ thể khỏi virus từ nguồn thực phẩm không chất lượng bằng cách tạo nên một màng bảo vệ ngay trong khoang miệng. Ngoài ra, liệu cũng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đã được các nhà khoa học chứng minh là có khả năng chống lại các bệnh cúm thông thường. Giảm huyết áp. Các đặc tính chống oxy hóa của liệu đã được chứng minh là có thể làm giảm cao huyết áp. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc phải vấn đề này cần nạp vào cơ thể 240ml nước ép liệu mỗi ngày để thấy kết quả mà loại trái cây này mang lại. Nhưng có một lưu ý trong khi sử dụng, đó là nước ép phải là 100% nước ép liệu tự nhiên, không pha thêm đường. Bên cạnh đó, liệu cũng giúp làm giảm huyết áp nhờ kali tự nhiên có trong loại quả này. 100g liệu chứa 236g kali, giúp duy trì sức khỏe của xương và chức năng tim mạch. Cải thiện vấn đề tiêu hóa. Những người đang phải chiến đấu với bệnh về tiêu hóa đều rất quen thuộc với việc bị giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân. Nguyên nhân là do vi khuẩn tích tụ bên trong dạ dày, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nặng. Một giải pháp mà nhiều nghiên cứu khuyên những người có vấn đề về tiêu hóa nên thực hiện đó là ăn một quả liệu mỗi ngày. Trái liệu sẽ giúp bảo vệ cơ thể, chống lại những vi khuẩn gây đến các cơn đau. Tăng cường trí nhớ. Đây là kết luận trong nghiên cứu của tiến sĩ Hartman khi ông thực hiện nghiên cứu cho những bệnh nhân sắp phẫu thuật tim ăn liệu mỗi ngày. Các bệnh nhân nhận thấy rằng trí nhớ của họ hoàn toàn nguyên vẹn và thậm chí còn tốt hơn trước. Đây có thể coi là một biện pháp trước Alzheimer. Vì vậy, hãy ăn liệu mỗi ngày để có thể mang đến những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Lượng đường cao đối với bệnh nhân tiểu đường hoàn toàn có thể được khắc phục bằng cách ăn một quả liệu mỗi ngày. Loại trái cây này có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, nguyên nhân chính gây ra căn bệnh tiểu đường. Chúng cũng làm giảm các loại cholesterol xấu, giúp duy trì lượng đường tương đối thấp trong máu. Cải thiện sức khỏe xương, giảm đau do viêm khớp. Trong một nghiên cứu năm 2011, người ta phát hiện ra dầu hạt liệu có thể làm giảm đau khớp. Hơn nữa, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng quan trọng cho thấy chất chống oxy hóa của trái cây này có thể chống lại viêm khớp rất thành công. Nó còn có thể được sử dụng để tăng sức mạnh và cải thiện chức năng của xương.